7 thông số đèn LED cần nắm rõ trước khi lắp đặt. 5. Chỉ số hoạt màu CRI và chỉ số RA của đèn LED. Chỉ số hoạt màu là chỉ số đo sự trung thực của màu vật thể khi được chiếu sáng, viết tắt là CRI, Color Rendering Index, và có đơn vị là RA. CRI có giá trị từ 0 đến 100, trong đó 100 là chỉ số hoạt màu của ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời, trung thực và sắc nét nhất. CRI bằng 0 là ánh sáng có độ trung thực thấp nhất và nó là ánh sáng đơn sắc như đỏ, vàng và xanh tím. Thông thường, bạn nên sử dụng ánh sáng có chỉ số hoạt màu CRI trong khoảng từ 75 cho đến 85 là hợp lý nhất, bởi ánh sáng trung thực, sắc nét vừa phải và không gây hại cho mắt. Trong những môi trường hoạt động sản xuất hoặc những không gian cần ánh sáng có độ chân thực cao như phòng kiến trúc, mỹ thuật, cửa hàng thời trang, phòng trang điểm thì nên chọn những loại đèn có chỉ số màu cao để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công việc. Nhiệt độ màu trong thông số đèn LED là màu sắc của ánh sáng mà bóng đèn đó phát ra, có đơn vị đo là Kelvin. Hiện nay, nhiệt độ màu thường được đo từ 1000 Kelvin cho đến 10000 Kelvin. Trên thị trường có 3 loại nhiệt độ màu phổ biến, đó là: thứ nhất, nhiệt độ màu từ 2700 Kelvin cho đến 3500 Kelvin cho ánh sáng màu vàng ấm tương đương với đèn sợi đốt. Màu sắc này phù hợp với không gian phòng ngủ. Thứ hai, nhiệt độ màu từ 4000 Kelvin cho đến 4500 Kelvin, có màu không quá trắng cũng không có vàng nên rất phù hợp với không gian chiếu sáng trong nhà. Thứ ba, nhiệt độ màu từ 5000 Kelvin cho đến 7000 Kelvin, tương đương với ánh sáng ban ngày và giữa trưa. Ánh sáng này phù hợp cho những không gian lớn. Với mỗi loại nhiệt độ màu sẽ tạo nên một cảm nhận khác nhau cho không gian của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng đèn LED có nhiệt độ màu phù hợp với không gian cần chiếu sáng. Và cuối cùng, tuổi thọ của đèn LED. Tuổi thọ của đèn LED là thời gian sử dụng tối đa của đèn LED. Tuổi thọ của đèn LED được đo bằng khoảng thời gian đèn LED chiếu sáng cho đến khi suy giảm quang thông 30%. Theo thông tin từ các chuyên gia, với nhiệt độ môi trường khoảng 25 độ C thì đèn LED có tuổi thọ từ 4000 giờ cho đến 5000 giờ. Nếu môi trường có nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ của đèn LED sẽ giảm đi, cùng đó là hiệu suất sử dụng và độ sáng sẽ hao mòn nhanh chóng. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, bảo trì và bảo dưỡng thì bạn nên lựa chọn đèn LED có tuổi thọ lâu dài. Trên đây là những thông tin về các thông số đèn LED quan trọng mà Deco đã chia sẻ để bạn có thể nắm rõ trước khi mua đèn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng đèn LED phù hợp nhất cho không gian sử dụng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!